Đeo vòng tay trái hay tay phải để hóa dữ thành lành, hút tài lộc. Đeo vòng tay trái hay tay phải mới là đúng phong thủy, giúp cải thiện số mệnh, gặp dữ hóa lành, hút tài lộc. Vòng tay vốn được coi là một vật trang sức, trang trí quen thuộc với nữ giới. Nó không chỉ thể hiện tính cách, sở thích của người đó, ngoài ra còn mang ý nghĩa phong thủy. Và việc đeo vòng tay trái hay phải cũng tùy thuộc vào từng trường hợp, bởi việc đeo vòng tay nào cũng ảnh hưởng rất nhiều đến vận mệnh của bạn. Những trường hợp nên đeo vòng tay trái. 1. Khi đi thi hoặc đi đến những điểm như trung tâm xổ số, các buổi rút thăm trúng thưởng sẽ kích hoạt sinh nhiều may mắn. 2. Khi cần giao dịch vấn đề liên quan đến tiền bạc như vào ngân hàng, công ty chứng khoán, đeo vòng tay trái sẽ khiến đường tài lộc hanh thông, vận tài trôi chảy. 3. Trong những buổi họp, hội thảo quan trọng mà cần nắm phần thắng thì cũng nên đeo vòng tay trái để tăng sức mạnh vượt trội, tỏa ra năng lượng vô tận khiến công việc suôn sẻ hơn. 4. Khi thăm viếng người cao tuổi, gia đình sếp của bạn, các giáo viên, thầy cô cũ, học giả hay người quan trọng cũng nên đeo vòng tay trái để ăn nói được suôn sẻ, tránh gây mất lòng. 5. Nên đeo vòng tay trái khi tham dự các buổi lễ quan trọng, khi thăm viếng nơi linh thiêng, lễ khánh thành, khai trương. Những trường hợp nên đeo vòng tay phải. 1. Khi đi ngang qua nơi có chết chóc như bệnh viện, lò mổ, tòa án, đoạn đường nhiều tai nạn giao thông. 2. Đi đến những nơi âm thịnh dương suy như bệnh viện, đám tang, viếng mộ, những ngôi nhà hoang cũ hoặc rừng rậm thâm sâu. 3. Khi phải vào nơi có thể tiếp xúc với người nghiện hút, tù tội. 4. Những nơi có mùi ô uế như nhà tù, bãi rác, nhà vệ sinh công cộng và những nơi ô nhiễm bẩn thỉu. 5. Theo các chuyên gia phong thủy, đeo vòng tay đúng hướng trong những trường hợp sẽ giúp giữ hóa lành, tránh vận xui, điểm xấu vào thân và gặp nhiều điều may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Hãy nhấn vào đăng ký để theo dõi tốt hơn.